ngôiviet.vn bán đích nữ quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Kìa, ai đấy nhở, ai đấy nhỉ? Một fan hồi của Chu Văn Hồi Mobavit làm nhẹ đôi mạng luôn. Hôm nay trải nghiệm trang phục kimono, à không, ở trang phục đến từ Thái Lan chứ không phải Nhật Bản anh em ơi. Trang phục này chưa ra mắt chính thức đây, hôm nay chỉ mốt thôi. Nhưng cái ngoại hình đã rất là đặc biệt rồi và đậm chất đến từ Thái Lan luôn. Nếu em nhìn kỹ ba màu ở trang phục này, ở mái tóc này, em nhìn thấy là màu xanh đen này, rồi màu trắng này, màu đỏ, chính là ba màu của quốc kỳ Thái Lan đấy. Và tên là thánh nữ Siêm La, mà Siêm La là tên của đất nước Thái Lan từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 20. Nói chung là anh em bên Thái lại chuẩn bị sẵn sàng có một cái trang phục miễn phí để chơi rồi. Còn anh em bên Việt Nam chúng ta thì lại hóng trang phục tiếp theo của Lego Mai Việt Nam thôi. Ok, cái điều đó không quan trọng. Không quan trọng hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn anh chị em chơi Airy. Airy thì các bạn nhớ lên cái phước kiếm đầu tiên nha. Có anh em muốn chôn theo phong cách của Mô Việt trong những clip trước thì các bạn chơi hai cái đanh, ba cái đanh, thậm chí full đanh luôn. Nó bài chơi cực kỳ nhưng mà kỹ năng nó phải đòi hỏi ok. Còn nếu anh em mà muốn chơi đơn giản thì hôm nay hướng dẫn anh em chơi Airy biết với phong cách chuẩn không cần chỉnh nha. Lên những trang bị như vẫn là cái phước kiếm, một cái đanh trước, sau đó thì đa chi hôn hoặc là huân chương choi, đây một cái giáp hộ mệnh, ok chưa anh em ơi? Và chơi cái này di chuyển sao hợp lý thì đây anh em thấy vòng sao bắt mít thì bạn đơn giản chưa đấy, những vừa pha các bạn di chuyển qua mít rất là lợi nha. Nó đi ngang qua lại còn hít tí kinh nghiệm của rừng, hít tí vàng đấy chứ. Đây là những cái tuy nhỏ chúng ta tích tiểu thành đại để có thể là lớn nhanh hơn với ID. Và một cái điều nghiêm cấm khi chơi ID là không lên solo khô máu với những con tướng nó mạnh đầu game để bị kéo máu. Và khi anh em bị kéo máu thì các bạn sẽ không farm được, mất lính. Mất lính thì sẽ bị thọt vàng. Đấy, cái điều rất là lên tránh khi các bạn chơi ID nha. Nói chung là Mô Việt chia sẻ tận tình, tất tần tật, tốt hơn tuần để các bạn biết ID. Cũng chỉ mong muốn anh em xem clip thì đừng thờ quá. Chứ đến xem không đăng ký là hơi buồn đấy nha. Anh em mà chưa đăng ký thì đăng ký ngay và luôn ở Mô Việt. Đấy được làm clip chứ khi mà anh em không đăng ký thì mình làm clip anh em cũng không có thông báo đâu. Đấy, anh em chưa đăng ký, ấn một phát em đăng ký rồi, ấn hai phát của Mô Việt nha. Anh em mà không được nhận chuông, không có thông báo thì anh em ấn vào nút chuông bên cạnh nút đăng ký để cái clip của mình hiện khi mình ra clip nha. Ở đây là động lực để mình làm clip đấy anh em ơi, chứ sáng nay làm clip anh em không có xem buồn thối ruột luôn. Buồn như con chuồn chuồn mà không biết tại sao nó lại buồn. Thì ra là anh em xem clip không có để lại dấu vết. Like clip hay là comment ký tự bất kỳ cũng được. Ok. Rồi, nói chung là anh em thấy mình này đang mình không cho bạn khuy kéo máu. Đây là cái việc pha của mình rất ok, mặc dù team fit một tí nhưng không sao. Trận đấu nó căng căng này, chơi mới vui anh em ơi, chơi nó mới hấp dẫn, chơi nó mới cần cái gì đó để mình gánh team. Cho mình hit một tí nha. Tham Trung Phan Trung. Ây da, chơi ơi, chơi mới khô. Khô thì khô luôn. Khô thì luôn. Khô luôn, khô luôn, khô luôn. Khô luôn. Phan Trung mà bạn ơi. Có gì đâu nhở, cho mình lớn mình đấy game mà. Rồi đây đây đây, mình xin, trời. Ảo túng cả cái chảo luôn. Tiếp tục này. Chém đi bạn ơi. Chưa một từ xa này, đầu tiên phải đem chưa một chuẩn xác, sau đó lao chưa hai vô. Ở đây là combo đầu tiên, combo thứ hai thì mình rất thích dùng. Đó chính là mình phải lướt chưa hai trước, sau mình ném chưa một. Quả cầu băng mình cũng có nha. Ok, lấy trụ, lấy trụ. Nhưng mà cái chưa một các bạn cố gắng ném trúng hai tướng địch thì mình mới có lướt chưa hai lần và hack chưa được với ID. Cái này thì cái lướt chưa một phát các bạn đánh thương một phát nha. Tức là kỹ năng cơ bản thì thôi hôm nay không nói, hôm nay chủ yếu là trải nghiệm cái trang phục mới và phong cách chơi ID của Mô Việt để có thể gánh team với một vị tướng cực kỳ khỏe trong meta.
Mà tôi khỏe trên meta mà anh em chơi phế này, anh em biết là do ai rồi đấy không? Do mình chứ do ai? Mình chưa chơi tốt, mình chưa biết cách chơi để nhạo chơi để biết ID. Mình chơi mình farm quá kém, mình không có đồ làm sao mà đánh ID khỏe được. Mình farm chậm hơn người ta out đồ out tiền mình rồi, mình mới có đồ thì đánh như gánh ngứa anh em ơi. Còn khi mà mình biết farm, mình out đồ người ta ấy, mình như quái vật. Đấy, quái vật hay phế vật nó hơn nhau ở cái cách farm thôi anh em ơi, cái cách di chuyển thôi. Chứ không phải là cái cách mà anh em tung skill như nào đâu nha. Cái đó thì là phụ thôi, cái đấy là kiến thức ngày xưa rồi. Bây giờ nó phải nâng cao hơn. Tầm này là có khi solo được với Quy đấy anh em ơi. Rồi đây chơi đi. Chơi khô luôn. Chạy đi đâu này. Mình lướt thằng Tấn chiêu 2, thằng Tá chiêu 2 như vậy bạn đỡ sao được. Ok, anh em lên đồng là cứ đánh từ từ thôi nha. Thì mình cũng lết game mà, Mina với Slim. Lo gì. Đặc biệt ID nữa. Tí nữa mình quẩy cả team luôn. Ok, đã có cái lanh rồi anh em ơi. Bây giờ tới chém phát là tầm K3, K4 đam ý. Không phải dạng vừa đâu. Chờ luôn. À đấy, chém phát. À mới 1 K1 thôi. Ôi, tốc biến. Rồi qua đây. Lướt phát này, chụp cuối này. Tiếp tục ném cho một lướt này. Lướt này, ai. Ơ kìa ai đó, bét ID anh em ơi, bét ID thế giới mơ ba máu, ăn bô ba vịt. Ôi, game nó lại dễ. Quá ghê gớm luôn. Một chấm máu mà anh em vẫn chém chết được Quỳ. Ảo thật đấy. Nhưng mà quan trọng của đấy là mình xài tốc biến, mình né được phát đẩy vào tường của các bạn Quỳ nha. Chứ không là mình là người chết vào đấy anh em ơi. Điêu thuyền thấy farm mít ké kinh nghiệm một tí mà lợi hại chưa? Đấy, chất tướng lấy game thì cần farm nha bạn ơi. Đây là anh em mà chơi những chất tướng mạnh đồ game ý. Nhường tài nguyên cho đồng đội một tí không có sao đâu. Không nên quá gắt. Vì nếu những chất tướng mà lấy game mà không được farm ý, thì mình lấy đâu đồ mà gánh team anh em ơi. Đó, mình lại phóng một phát chiêu cứu bạn chưa? Đầu game cũng giúp bạn ăn được cái mạng Latalia này. Rồi, Latalia này. Ôi, chạy thôi, trực cuối, chạy thôi. Đồ anh ba đi ạ, phóng cho một choáng nè. Ơ kìa, ui cái gì vậy. Ôi, chơi game. Không đổi ý cái tinh linh của bạn đấy anh em ơi. Ôi, quả chết ngáo ngơ thực sự luôn. Kìa Slim ơi. Ủa Slim. Hỏng nha, cái này không hỏng. Mà là rất là hỏng luôn. Đồng đội mình thì phế quá, Slim phế quá, AD đi mạng thì đang rất là xanh. Thậm chí là sắp xanh hơn mình rồi. Căng nhở. Từ từ nha, có khi trận đấu này là phải cánh căng tới đấy. Bởi vì khi mà hai AP xanh sớm thế này, hai AP chơi tốt ý, thì Mina sẽ khó chơi. Rồi Slim mà phế thế này rồi, với cả cá cũng khó chơi luôn. Điêu thuyền lấy game thì càng khó chơi. Rồi, tập trung nha. Mina ơi. Mina, thấp thôi bạn ơi. Chết bây giờ. Ok, bây giờ mình lên hương chương choi nha. Lên đồ chuẩn đấy anh em ơi. Lên đồ chuẩn nhất của ID đấy. Nhưng mà lên đúng thứ tự nha. Đầu tiên anh em phải có phước kiếm, anh em đánh mới khỏe được. Phước kiếm rồi cái anh luôn mới khỏe được. Sau đó thì anh em có thể lên hương chương choi nếu thì bạn sát thương phép nhiều sớm quá, khỏe quá. Còn đa chi hồn nếu thì bạn không là thục. Đã bảo rồi, đừng có mà lên cao như vậy. Slim hiện tại bạn ấy có việc bận, đang áp ca. Ây da, ui tí gấp chúng mình rồi. Đóng băng bạn ơi. Đúng rồi, ui. Hợp lý. Pha wow combo anh em ơi. Quá hợp lý luôn. Hai đứa đánh bốn đứa lụm ba mạng. Rồi đẩy lên. Game này là đang 3 đánh 5 đấy bạn ơi. Slim còn chưa vô này. Mình thì có một đồ nữa thôi, được full anh em ơi. Phút thứ 11 là một đồ nữa. Ôi Quy. Còn cái đường nào mà chạy nữa bạn ơi. Chạy làm sao được. Ôi còn 2 lần nữa bạn ơi. Tầm này khỏe quá rồi. Câu kéo thời gian cho bạn cá lấy được một đường mega.
Thế là ngon rồi. Ơ Slim, cái này chắc chắn là có việc bận rồi anh em ơi. Ở hiệu ứng trang phục này thì mình thấy bình thường thôi, nhưng cái âm thanh trang phục nó rất là hay, nó rất là rõ, nó lực. Và nếu mà được lồng tiếng Thái nữa thì nó lại càng ngon hơn. Slim AFK không không hy vọng Slim. Đấy, mình có mạng. Mình có mạng tiếp. Vô đây chơi. Ôi, không dám solo tiếp. Slim đứng đó lại biếu mạng như kiểu vứt bẩn ý. Ây à, chơi game khó thật sự. Cẩn thận nha, team bạn đông này. Rồi, nước chưa hai lên, ném chưa một phát này. Ô kìa. Ô. Ủa, game lỗi à? Ô, lỡ game anh em ơi. Mình nước chưa hai, mình đánh thường, mình ném chưa một. Thì chưa hai phải hồi đúng không? Nhưng mình như có đấy mình bị đá bởi bọn quý. Thành ra là bị mất chưa một. Lỗi thực sự anh em ơi, quả đấy lỗi game nha. Chứ mình ngờ được hồi hai lần chưa hai, bởi vì pha đấy là chắc chắn chưa một ném trúng tướng địch, hai tướng địch rồi. Mà hai lần chưa hai là mình chém ít nhất một đứa lên bảng đánh số ấy, có khi mình sống ở đấy anh em ơi. Căng nhờ. Hay tem 16 mạng. Thôi hay chùm gánh team hai bên cố gắng lên nha. Xem ai là người giành chiến thắng đây. Đồng đội đánh hơi hơi kiểu 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 kiểu, kiểu là khó đánh ấy. Mình cứ cảm nhận như kiểu là đánh cứ ôm ôm mà ôm ôm như kiểu là ôm ôm AFK này khó lắm em ơi. Đánh như kiểu AFK ấy. Điều thuyền ơi, cá ơi, cố lên nha. Trận này chỉ có ba chúng mình chơi thôi. Đừng hy vọng vào Slim. Ok, cố cố thủ qua cơn sóng dữ này thì chúng ta mới có cơ hội được. Hey, làm cái gì bạn ơi? Ôi, không chơi được, không chơi được, không chơi được, không chơi được hai te mà đấy full đồ. Mình thì hơn trăm vàng thôi, có mấy chục vàng nữa thôi anh em ơi. Slim ơi, đừng búp bẩn nữa, ra chơi game đi bạn ơi. Ây da, vừa mới nói xong bạn ấy ra búp bẩn liền. Căng thực sự. Rồi nha, chuẩn bị chơi này, của này cũng bắt buộc phải đánh rồi. Thì bạn vào đánh nha. Không làm mất thêm một đường nữa là khó chơi lắm đấy. Ây ây à, không không được rồi. Điêu thuyền chết rồi, cá lại xuống dưới thôi, mất thêm một đường anh em ơi. Không có góc phải chơi luôn. Ok, mình PTO mỏi tay cũng ăn được con xe xa. Ơ, quả này đánh được này. Ngon này. Đó. Ôi, lên lên lên. Lên này. Ôi, hay, hay khô này, hay khô máu này. Ok, lên luôn anh em ơi. Ôi, quả này không đẩy lên win thì đợi đến bao giờ ấy nhở? Đẩy đẩy lên thôi. Đẩy lên tanh trụ cho mình nha. Slim thôi, Slim cái này thì thôi rồi. Slim thế này là búp bẩn từ nãy giờ, là không chịu ngừng nghỉ rồi. Ở hiện tại mình mốt đen có những vấn đề như trang phục của nó bị lỗi, nhưng anh em thấy Slim bắn ra quả trứng kìa. Đấy, rất là thú vị luôn. Ok, tập trung nha, tập trung giao tranh nha. Lính thì ổn ổn rồi đấy, có xe xa bạo chúa đấy, nói chung là lợi thế cũng rất là nhiều đấy, nhưng mà quan trọng là không không búp bẩn nữa. Ơi, đòi chạy. Rồi đó nha, rồi ngon rồi nha. Thì bạn đang bốn người đó. Kìa kìa kìa. Ui, hay, điều tuyển hay nha. Điều tuyển quá ngon luôn. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Bây giờ mình có 18 mạng này. Cố thêm 2 mạng nữa cho tròn 20. Đang ngon. Ở hai cái bạn khỏe đầu game này thì tầm này thì yếu rồi. Đây nào, đây nào, đây nào. 19 anh em ơi. Không được 20. Ok, video clip vui việc trời để Airi Thánh Nữ Sena đến hết rồi. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ việc, và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye.
hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.